Pháp môn trên thế gian dù thay đổi biết bao lần nhưng chung quy không thể rời xa bản chất. Người tu hành bất luận thuộc môn phái nào, pháp môn khác biệt đến đâu cũng đều muốn lĩnh ngộ đại đạo. Sau này nhất định sẽ đồng quy, đồng tay không hề khác biệt. Thiên địa tai kiếp, nhân gian đầu tháng, nào phải chuyện riêng của bọn họ. Bần đạo Diêu Quang Tử, Ngọc Thanh môn đồ, tục danh Tuấn Mắt, lần này vân mệnh ba vị tổ sư xuống núi trợ giúp chư vị đồng đạo trời Tây diệt trừ yêu nghiệt lộng hành. Đạo trưởng, đây chính là bến tàu vô tâm. Người làng này đã chết sạch cả rồi. Ngài có muốn lão già này đưa qua chỗ khác không? Bần đạo dân mệnh tổ sư dường dạng dặm tới đây không phải để lách nạn, xin mời đi tiếp. Ê chà, vậy đạo trưởng phải nhớ thận trọng. Có nhiều khách qua đường gặp chuyện rồi, ngay trong khu rừng đó. Đa tạ lão bá quan tâm, bần đạo đã chuẩn bị kỹ, nhưng ta sẽ cẩn thận. Lũ cương thi, xứ vô thâm này đang gặp phải tai kiếp gì đây? Lại thêm một người vô tội thiệt mạng dưới tay bọn quỷ này. Yêu nghiệt to gan, mau thả người. Bản tiên hôm nay sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Mọi người nhanh lên, tôi sẽ bảo vệ cổng làng. Đem cái lễ vật này thôi, cái món quà máu me này sẽ mở đường cho đại dương tới. Cả la mặt, đứng lại, ngươi tới đây làm gì? Hai tin vua Tom gặp nạn, ngài thị trưởng lại có lời nhờ vả. Bần đạo không dám chối từ, lập tức tới đây ngài. Ngài thị trưởng à, cầu mong Arakat ban phước cho ngài. Bọn cùng tính mà tiên trưởng gặp khi nãy đã tấn công thị trấn rồi kéo dân làng về cái hang ở phía tây. Ngài tới đây để giúp phải không? Làm ơn giúp người của chúng tôi giết hết lũ khốn nạn đó và đem những người còn lại về làm ơn nhân lên đi. Tôi thề sẽ dùng sinh mạng để giữ cái cổng này. Ý, hoàng già chớ lo lắng, bần đạo đi liền. À, lại thêm con mồi tử nộp mạng. Thêm phần của ngươi, đại dương đang nấy xanh sẽ càng thêm hài lòng. Cái con yêu nghiệt tới số này mà còn to mầm. Lĩnh giáo pháp thực của Ngọc Thanh ta. Rồi, khúc này lẽ rằm nó xen vô, nó mất cái không khí cốt truyện. Nhưng mà nói ha, tại này cũng cái game cũng mới, cũng bằng lần chút xíu về game. Thì mình thấy mọi người rất là chê rất là nhiều. Nhưng mà thật sự khi mình chơi mình thích lắm nha. Cái lối combat ha, cái cách điều khiển rất là dễ dàng. Mà nghĩ ai chơi điện thoại sẽ chơi cực game này. Điều khiển thao tác cực kỳ thích luôn. Đồ họa thì gọi là xấu thì không xấu, bởi vì nó có chất riêng và mình cũng đánh giá cao. Đây là những cái game điện thoại có cái chất lượng cao, cực kỳ cao trong thời điểm hiện tại nha. Có thể là những cái vấn đề về pay to win thì hiện tại mình chưa đối mặt như hiện tại, nhưng mà bây giờ mình đánh giá rất là đáng chơi luôn á. Rồi, vị thiện nhân này có sao không vậy? Nói cho tôi biết, ngài có thể tự đi được hay không? Được, đa tạ thiên trưởng quan tâm. Không có thể lấy được. À, kia kia, nó đang kia kia, lại lấy cái ghe biến về làng và chúng ta sẽ rời khỏi cái nơi khốn khổ này mãi mãi. Yes. Mọi người bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa hết hy vọng. À, vị tiến trưởng này, ngài đến đúng lúc chỗ chúng tôi đang có chuyện, coi nè. Người dân thị trấn đã mắc bệnh hết rồi, nhưng ít ra hiện giờ chỗ này cũng còn chút an toàn. Bẩm tiên trưởng, lão là Deadcut Kane, một người hay nghiên cứu về du lịch. Lyra, cô gái này nói cho lão biết là ngài đã cứu cô Rin từ bọn cùng tính trước khi xảy ra vụ bạo loạn ở quán trường. Làm ơn hãy kể cho lão biết mọi chuyện. Bần đạo không dám giấu, dường như lũ tà ma đã theo dõi Watson từ trước. Tên thủ lãnh đám cuồng tính có đề cập tới đại dương Damnation, nói là hắn tìm kiếm phần thưởng gì đó. Ta từng thấy một khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện trong ngọn lửa, có lẽ là tên đó. Đại dương Damnation à, chuyện này còn nghiêm trọng hơn lão nghĩ rồi. Cái đám này đang tìm kiếm một mảnh vỡ Wallstone, một tạo tác có sức mạnh tạo ra thực thể. With the power to create 5 years ago,
Năm năm trước, chú quỷ ba gần như đã tàn sát toàn bộ chúng sinh với sức mạnh của cục đá đó. Nếu bọn quỷ dữ có thể lấy dù chỉ một phần của viên đá, tai kiếp đó sẽ lặp lại. Chúng ta không được để chuyện đó xảy ra. Adventurer, Kane! Bẩm tiên trưởng, Ken, bọn cuồng tính đang tấn công cổng phía Tây. Chúng ta cần ngăn chúng lại. Lord Scan, mảnh vỡ thuộc về chúng ta và nghi thức cũng sắp hoàn thành. Con đường sẽ được khơi thông. Cẩn thận, có người tới đầu tôn, ngươi hãy tiêu diệt hắn nhân danh ta. Mình sẽ tạm ngưng cái phần cốt truyện để mà mình qua phần gameplay ha. Tại vì khúc đánh boss thì mình thấy cũng thú vị, để mà giữ lại cho anh em coi nào, cắt mấy cái đoạn mà cắt đánh quái nhỏ nãy giờ mình cắt nhiều lắm. Tại vì cái phần game này chơi tới một tiếng mấy là rất là lâu, để video dài để không có nổi ha. Cắt đánh nãy giờ đánh nhiều lắm, đánh farm lên level là không có đánh, không có quay thôi. Rồi phần lost boss để lại để cho anh em coi cái thao tác của game này, nhất là những cái bạn mà đang quyết định là muốn đang ngấp nghé muốn chơi á thì cũng có để mà tham khảo. Thì trở lại vấn đề mà người ta chơi game này á, thì mình có đọc vài trang web thì nói rằng nó khúc một cái giai đoạn end game, tức là mình max cấp rồi, hết cái cốt truyện rồi, thì mình sẽ cần nạp để mình chơi những cái thể loại BB chứ không đánh ngấp lại. Thì mình nghĩ là nếu mà mình chỉ là gọi là chơi khám phá cốt truyện và gọi là free to play á, thì cái việc mà mình chơi gọi là 90 mấy %, 95, 99% cái nội dung game thì nó cũng đáng rồi. Còn cái phần trả phí là nó chỉ để cho người chơi trải nghiệm những cái phần trăm ít ỏi còn lại thôi, thì anh em quyết định. Nhớ lại mấy cái bản đắp lâu trước mình chơi thì mình chơi xong hết game rồi cái mình cũng bỏ chứ mình đâu có làm gì đâu. Mấy cái bản đắp lâu trước đó anh em chơi xong phá đảo và dục luôn chứ đâu có còn giữ lại tiếc nuối gì. Thì cái game phiên bản này cũng vậy, nên chơi phá đảo rồi thôi, chuyển qua game khác, chơi Genshin Impact, chơi Wooden Way. Ai muốn PvP thì ở lại nạp tiền farm thêm đi đánh nhau. Có gì đâu mà mình phải tẩy chay để bỏ qua một game gọi là một mình xuống từ siêu phẩm nha. Game này hay đó, rất là khó để kiếm một cái game mà mình miễn phí trên điện thoại mình có thể là tốt được như game này. Rất là nhiều cái giải trí. Rồi cái phần xong cái phần đánh boss này có lẽ mình sẽ kết thúc video luôn ha. Em lại đây mà ở cái phần tiếp theo của cái nội dung về Double Immortal này. Thì mỗi game mình cũng sẽ chơi và khám phá cốt truyện chút xíu để tìm cái hay của game. Nếu mà cộng đồng ủng hộ nhiều, view nhiều, like nhiều, comment dữ dội thì mình sẽ chơi xuyên suốt cho tới cuối luôn. Thậm chí mình sẽ hiến máu, mình đập tiền đánh BB luôn nha. Nếu mà video này được chừng 1000 like là mình sẽ đầu tư, mình chơi luôn. Coi như mình sẽ chấp nhận hiến máu chơi đàng hoàng luôn nha. Tôi pay to win luôn ha. Vậy nha, nhớ 1000 like nạp tiền vô bụp luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều. BC. Thì ra đây là một mảnh workstone âm dương thạch cực kỳ mê hoặc đó. Kane sẽ biết phải làm gì với nó. Kane will know what to do with it.